Rồi, xin chào tất cả cô chú anh chị. Ngày mới anh em chúc tất cả cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe nha. Trạng chào anh em cái đêm Trạng ơi. Chào cả anh em luôn. Rồi thì chút xíu mấy anh em sẽ đi hết cái đường bên đây nha cô chú. Dài lên đường lộ trên đó. Qua bên cặp mấy kênh bên kia. Xong đi bọc lên trên đây. Đi kiếm. Có mấy anh cũng chỉ lên trên kia có mấy da rắn lọt trên đó đó cô chú anh chị. Giờ đi dài lên trên đó. Gì anh? Ráo. Con ráo hả? Từ thấy. Có chưa? Đó đi. Nguyên đây là tàn lúa này của chúng chị, đây trồng lúa trên đây chỉ có cái gò này là cao nhất, gò khả năng là nó vô trong đây nó ăn, nó ẩn ở trong đây luôn. Giờ kiếm cặp mé, rồi nó vô trong đó nó ăn, có nước của chúng chị, nước nó uống xong nó vô nó ẩn luôn. Cái gò này cao 5 mét, cái gò này ngang ở 5-6 mét. Có dấu không?
Đâu anh? Giống lớp này. Lớp mà tới đây luôn anh. Rất thầm giống mọi người. Lớp dài quá hôm nay. Cục luôn. Có đúng không?
cậu đâu không? Cùng nữa hả? Ừ. Hết thầm dạ lần chẳng không tìm nó hàng áp bên đó nhưng vẫn không tìm xác rồi có hàng áp không có chỗ lên không? Ghê xấu.
nhiên. Có hàng nào không? Phát luôn rồi. Ê, dấu. Đâu? Đuôi luôn. Cùng luôn. Thiệt luôn. Không nữa. À, đúng dữ à. Sắp làm nào rồi? Đâu, đâu, đâu. Nè, nè, nè. Nè. Ôi. Ê, nè, rút, rút đi. Ê. Chẳng nhắc nó hoàng, thấy không? Xuống nữa nè. Đâu rồi? Rút vô trong rồi. Đi nữa rồi. Tiêu ơi. Đi nữa rồi. Tiêu đi chúng ta. Nhỏ chân bự. Đóng lưng xíu. Rồi. Nằm ngay một bên ha, đi chưa? Luôn. Nằm bên ngoài. Nè. Đây nó đây nó cho nhẹ. Được rồi. Da lọc nhỏ. Rồi. Tổng tư 6 lạng ạ. À. Cứng. Anh một cục ngay. Ừ. Lột rồi vậy. Cháu lẻ gì. Lột nhỉ xíu à. Ê tổng vậy. Phình lên à. Đó. Ủa vậy. Nó phình nó bự ghê không. Ừ cháu lẻ gì. Ui. Bình đi.
Dạ. 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 Muốn lột luôn nè, ngã màu lột nè. Chứ đâu có vừa, chứ đâu vừa nhỏ chứ đâu bự. Lưỡng ha. Hấp lột nè. Đây chỉ chừng 7 lạng thôi. 6 bài lạng. 6 bài lạng gì vậy? Ê, chừng nha. Đất dính lùm. Để trên anh chặn. Trên đè, dễ đè nó. Hấp lột thiệt. 6 lạng gì? Lỗi xíu, lột với da. Anh dễ lột. Nè. Yeah. Bị chối không? Trời ơi, lọt được. Bỏ nó vô. Còn hang nào nữa không anh? Tới như này cùng. Lại hang đó luôn. Cái căn phải đi lòng đi. Em cháu thầm làm gì cả. Ừ. Đúng cháu thầm làm rồi. Sao lại không? 8 lạng thôi. Được rồi. Thì 8 lạng còn 7 lạng rưỡi. 7 lạng rưỡi. Cái nghĩa xìu. Da cho nó ra. Anh chẳng thấy lọt da đây nè. Chạy tới đây có cái lỗ dùi nhỏ xíu à. Bắt đầu cái vô đây cái con bệnh này nè. Này cặp mấy kinh này rồi chứ gì. Cái kinh một bình nó cao lắm. Nó bò đây là nó bò xuống dưới là không thấy. Mấy lần em đi dài cặp mấy kênh này chú chị dài lên tới đó luôn tắt qua đó hàng dưới nước ăn lên hả? Cánh
luôn á. Không bự rất rất lớn thôi. Của hai anh em đi buổi sáng cô chú anh chị đi dọc bờ kinh này mà cũng không có hàng nào hết, cô không thấy lỗ dùi, không thấy dấu gì. Anh em về cơm rồi chiều anh em đi kiếm tiếp. Rồi chẳng chào cô chú anh chị lên chẳng rồi chào cả rồi hẹn tất cả cô chú anh chị clip sau nha. Chúc tất cả cô chú anh chị xem clip vui vẻ.